Oh my god, Captain American Seal. Wow. Trời ơi, bạn coi nè. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và chào mừng quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã quay trở lại với thế giới của Open Team. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel của mình cũng như tất cả thành viên khác của Open Team nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video mới ngày hôm nay thôi. Thì ngày hôm nay á, mình không có việc gì làm luôn các bạn, cũng không có một cái thử thách của bạn nào gửi đến cho mình luôn. Thiệt là buồn quá đây. Không biết là có bạn nào có cái thử thách nào hay á, thì nhớ gửi đến cho mình nha. Gửi vô cái thùng thư của mình á. Đó, thùng thư mình nằm ở trong cái nhà của mình á. Và nếu như bạn nào là fan chân chính của mình thì đừng quên để lại cho mình hashtag, đó chính là fanmkgaming, hashtag mkgaming cũng như là hashtag MK 1 triệu sập nha. Còn bây giờ thì để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì. Nếu như không có gì á thì bây giờ mình sẽ hả qua nhà của con Núp để coi thử coi Núp nó có cái gì mới. Ui, thằng Núp kìa các bạn. Ok, để mình đi qua nhà của con Núp coi thử coi nó có cái gì hay ho hấp dẫn hơn không, để mình hỏi nó thử nha. Wow. Ui, thằng Núp nó cảm gì vậy ta? Wow, ý, Núp cảm gì á? Ô, Núp ơi, Núp, Núp cảm gì á Núp? Cái khiên gấp gà đẹp của bác thợ rèn tặng cho. Wow, hôm nay Núp được bác thợ rèn tặng cho cái khiên luôn hả? Ôi, xịn quá ta, để coi coi. Trời ơi, cái khiên mặt Creeper luôn nè. Wow, trời ơi, nhìn đẹp quá vậy. Núp ơi, Núp cho anh mượn, cho anh mượn cái khiên chơi một chút được không? Thôi, tự nhiên cho anh MK mượn khiên, MK lấy khiên của Núp luôn sao? Núp cho mượn đâu, muốn gì thì đi qua bên bác thợ rèn á, chơi bác thợ rèn tự nhiên khiên của người ta mượn suốt ngày mượn. Trời ơi Núp ơi, mày đang keo kiệt với anh vậy luôn hả Núp? Anh không ngờ mày là một người như vậy. Được rồi, mày không cho anh mượn chứ gì. Rồi vậy thôi, ok tạm biệt, không cần nữa. Nhớ nha Núp, hãy đợi đấy. Nu Pakachi. Trời ơi các bạn ơi, các bạn thấy không, nó không cho mình mượn khiên mà hả, trong khi hả nó hả lúc nào cũng rủ mình hả là anh MK ơi đi thực hiện thử thách với em, anh MK ơi đi xuống phòng thí nghiệm ngày gót với em. Ok được rồi, thôi mình không cần nói chuyện với thằng Núp nữa, thằng Núp nó quá keo kiệt đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên bác thợ rèn để mình hỏi coi bác thợ rèn có cái khiên nào mà xịn hơn cái khiên của Núp luôn, để mình hả gọi là đem về khoe cho nó lát con mắt chơi luôn. Trời ơi, cần gì mà phải mượn cái khiên của nó đúng không? Cái khiên của nó rất là cùi các bạn. Thường khiên của mấy thằng Núp á là nó sẽ cùi bắp, cùi chuối, cùi mít, cùi dưa cái kiểu. Ôi, không cần. Bây giờ mình sẽ đi qua bên bác thợ rèn, sẵn tiện á thì mình cũng sẽ làm luôn cái gì đó, cái công việc của làng mình luôn các bạn ơi. Ok. Yêu ghê vậy. Hey, hello. Ui, gì vậy anh? Sao nhìn mặt anh có vẻ căng thẳng vậy? Mấy anh này, mấy anh nào vậy ta? Không biết luôn, thôi kệ đi, sẵn tiện mình cũng đi qua mình gặp bác trưởng làng các thứ luôn, lâu quá rồi mình chưa có đi vô làng để mà hả gặp mọi người ở trong làng các bạn ơi. Chắc là mình vô mình gặp bác thợ rèn trước đi, rồi có gì hả mình sẽ vô gặp bác trưởng làng sau các bạn. Tại vì đằng nào á, nếu như bác thợ rèn yêu cầu mình á hả là cần tiền hay cần cái gì á thì mình sẽ đi qua mình xin bác trưởng làng chi. Được rồi, vô. Ô, bác thợ rèn ơi, bác thợ rèn, không con nghe nói là bác thợ rèn mới cho thằng Núp một cái gọi là cái khiên rất là mạnh đúng không? Bây giờ cho có thể cho con mỗi khiên mạnh giống Núp được không bác thợ rèn? Tại vì thằng Núp nó keo quá, nó không có chịu cho con cái mượn cái khiên của nó để con chơi. Bây giờ bác thợ rèn có thể nào quá rèn cho con một cái khiên nào mạnh hơn cái khiên của Núp luôn cũng được, không cần giống nó đâu, khác đó nhưng mà mạnh hơn cũng được bác thợ rèn. Bob, nó chỉ mạnh hơn cái khiên bình thường xíu thôi. Không ngờ cái thằng này nó lại tin lời ta, nhưng mà không sao. Nếu nhà ngươi muốn rèn một cái khiên khác á thì á, ta xin trân trọng thông báo với nhà ngươi biết, để giải cứu hòa bình của thế giới. Để lộn, tức là ta có một cái khiên rất là đặc biệt. Ngươi có biết đội trưởng Mỹ không?
tức là Captain American đó. Ta đang sở hữu chiếc khiên của Captain American. Nếu như nhà ngươi có 3 viên kim cương, ta sẽ bán nó cho nhà ngươi. Nhỏ thôi nha, không Captain tới tìm ta là chết đó. Cái gì? Bác thợ rèn có chiếc khiên của Captain American luôn các bạn ơi. Trời ơi, thiệt luôn hả bác thợ rèn? Trời ơi, nhưng mà ba kim cương mình kiếm ở đâu ra đây ta? Chết rồi, giờ sao ta? Ok, bác thợ rèn ơi, để có cái gì con đi qua con hỏi bác trưởng làng thử coi có kim cương không, rồi cho con mượn, rồi có gì con quay lại con lấy cái khiên của Captain American nha. À, bác thợ rèn. Thôi được rồi. Đợi con nha bác thợ rèn. Trời ơi các bạn ơi, bác thợ rèn có chiếc khiên của Captain American luôn. Trời ơi, mà các bạn có biết cái khiên đó không? Cái khiên đó hả? Nó cực kỳ mạnh luôn các bạn, gọi là bất khả xâm phạm luôn, và nó còn là không thể nào mà bị phá vỡ luôn ấy. Cực kỳ mạnh luôn. Ồ, nó được rèn bởi một cái chất liệu siêu cứng luôn các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi qua gọi là gặp bác trưởng làng. Ui, sao mở cửa vậy? Ai chết rồi các bạn ơi. Công việc của mình là phải dọn cái thu hoạch lúa mà bây giờ nó còn chưa làm nữa. Ôi thôi mình phải làm. Ui cái gì vậy? Thôi bây giờ mình phải làm lẹ lên chứ không là nếu mà mình mà vô gặp bác trưởng làng một cái hả là bác trưởng làng sẽ chửi mình ấy, tại vì công việc của mình là phải giúp dân làng thu hoạch mấy cái này mà. Được rồi, bây giờ mình sẽ vô gặp bác gọi là bác trưởng làng mới được, thu hoạch nhiêu này chắc mình nghĩ là đủ rồi đó. Ôi quên chồng lại rồi mà thôi khỏi đi. Ơi bác trưởng làng ơi, bác trưởng làng, con đã thu hoạch hết được mấy cái lúa nè rồi á hả, củ dền cho làng của mình rồi bác trưởng làng. Bác trưởng làng có thể nào trả lương cho con được không bác trưởng làng? Hôm nay ta sẽ trả lương cho con bằng vàng có được không? Ôi đừng bác trưởng. Đừng bác trưởng làng ơi, ngày hôm nay con đang cần rất là nhiều kim cương để con có thể làm cái việc rất là quan trọng. Bác trưởng làng có thể nào nâng cho con cái tiền lương của con ngày hôm nay bằng kim cương được không bác trưởng làng? Chứ bây giờ con vàng con còn lâu lắm con mới mua được, chứ bác trưởng làng có thể nào, nếu mà tiền của con chưa đủ 3 kim cương thì bác trưởng làng cho con thiếu nợ, bữa sau con sẽ qua con làm bù nha bác trưởng làng. Năn nỉ bác trưởng làng luôn đó. Được rồi, con cần 3 kim cương chứ gì. Được rồi, để ta sẽ đưa cho con 3 kim cương, rồi có gì bữa sau quay lại giúp ta nữa nha. Dạ bác trưởng làng. Trời ơi, đó là một điều cực kỳ tuyệt vời luôn bác trưởng làng ơi. Yes. Ôi trời ơi các bạn ơi, cuối cùng mình cũng có được 3 viên kim cương từ bác trưởng làng rồi. Bây giờ đi qua gặp bác thợ rèn thôi. Trời ơi, bữa sau là mình phải quay trở lại đây á hả, để mình gọi là làm việc tiếp tục á các bạn ơi, chứ không là mình bác trưởng làng chỉ cho mình mượn 3 viên kim cương này thôi. Được rồi. Bác thợ rèn ơi, con có 3 viên kim cương nè bác thợ rèn. Nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó. Để con bấm vô. Pew. Oh my god, Captain American Seal. Wow. Trời ơi, các bạn coi nè. Đúng là khiên của Captain American rồi các bạn ơi. Các bạn coi nè. Lần này thằng núp sẽ gọi là không thể nào mà không lé con mắt được các bạn à. Các bạn sẽ coi mình đây, mình sẽ cho thằng núp lé con mắt luôn. Mày hả, này thì dám hả gọi là keo kiệt với mình. Được rồi, để mình thử coi. Nhưng mà không biết là cái khiên này nó có sức mạnh giống như Captain American không nhờ. Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có ấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi về mình khoe thằng núp cái đã. Sau đó rồi hả, mình sẽ đem cái khiên này ra để thử với lại những cái con quái hay là những cái cung tên hay những cái gì đó, thử xem như thế nào nha các bạn. Tại vì mình nghe nói cái khiên này rất là cứng. Lúc nãy mình cũng đã nói các bạn rồi, cái khiên này nó được chế tạo từ một cái thành phần khác, không phải ở trái đất nha các bạn. Ok, để mình cho thằng núp xem thử cái khiên Captain American của mình. Ê núp ơi, wait, hey, coi cái khiên Captain American của anh nè núp à. Núp
thấy chưa, thấy chưa? Trời ơi, dâm ba cái khiên creeper rip bổng. Làm gì có cửa, đúng là đồ nấp keo kiệt. Để xem cái khiên của nấp với là khiên của anh làm gì mà xịn bằng khiên của anh. Lêu lêu nấp, ok, bye bye nha. Không thèm chơi đồ khiên cuột bắp, khiên creeper. Ok các bạn ơi, mình không thèm chơi với thằng nấp luôn, kệ nó. Cái khiên của nó là khiên cùi, kệ nó đi. Ok, bây giờ mình á hả, sẽ đem ra ngoài kia, ra một cái khu đất trống để mình test cái khiên này như thế nào nha các bạn. Ok, đi lên đường thôi nào. Cái mũi tên không nha, giờ mình sẽ bật cái máy này lên, nó sẽ bắn liên tục. Đỡ mũi tên thì quá là điều bình thường luôn. Tại vì á, mấy cái khiên thường nó vẫn làm được đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi là không chơi đỡ mũi tên nữa. Lầm hết. Mình sẽ lấy một quả TNT coi. Game mod 1, lấy một quả TNT ra. Rồi một cây cần gạt ra. Thử nha. Bây giờ mình sẽ thử coi. Đây, rồi, game mod 0. Thử coi. Đứng sát luôn coi nó nổ mất máu. Wow, không mất máu luôn các bạn ơi. Không mất máu luôn đúng không? Bây giờ mình còn cái gì để mình thử cái test thử cái khiên này được nữa không ta? Phóng ra được không? Khiên này phóng ra được không? Không được, nhưng mà mỗi lần mình cầm lên thì nó sẽ như thế này. Nhìn cũng khá là đẹp, khá là xịn sò chứ bộ. Quăng ra coi. Xoay nè, khi Captain American đồ các thứ các kiểu. Nhưng mà nói chung á, là chỉ cần xịn hơn của thằng núp là được. Tại vì thằng núp nó rất là keo kiệt các bạn. Bình thường các bạn thấy không, nó hay qua rủ mình đi thực hiện thử thách các kiểu. Nhưng mà mình mượn đồ của nó thì nó lại không cho. Thôi kệ đi, tập sau mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Mình sẽ lấy cái khiên của mình chiến đấu với khiên của núp. Thì ok, nếu như bạn nào thích cái video clip này của mình á, thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, cũng như một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.